Phương án đi câu thứ ba của đỏ hình cờ này là pháo 8 bình 3 ăn tốt đèo mã. Đen bay tượng cánh trái lên đầu. Nước cờ linh hoạt có nhiều biến hóa. Đỏ hoành xe cánh trái nhằm triển khai đều hai cánh. Nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đến đây, cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là xe 9 bình 4. Và hai là xe 1 bình 2. Khả năng đi quân của đen xe 9 bình 4. Đen xuất xe, nước cờ có sức mạnh. Nước cờ trọng yếu để lấy thế. Đỏ lên xe tuần hà. Đổi lại, như đỏ đi xe 4 tiến 6 ăn pháo. Đen thắng cờ. Do đen uy hiếp xuất tướng bắt sĩ. Đỏ đành chạy xe. Đen tiến xe tóc bát tượng. Nước cờ chính xác. Đoạt tiên nhập cục. Cờ đen thắng thế. Mà các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đen thắng thế. Khả năng đi câu thứ hai của đen hình cờ này là xe 1 bình 2. Đen bình pháo, uy hiếp lộ 7 của đỏ. Đổi lại, đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đen có cơ hội đối công. Như đen pháo 6 bình 3. Cờ đỏ dễ đi. Mà các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.